12. Yes, next, what it is? 20. Okay, 20. Good. Next one. 15. Okay, great. Next one. 10. Mm-hmm. 30. 30. 30. Mm-hmm. Okay, T đọc nhẹ nhẹ thôi. 30. 30. Yes, okay. What it is? 40. Yes, next one. 5. Okay, next one. 45. Yes. 35. Okay. 25. Yes, great. Okay, về số mình đã học rồi. Chú ý thêm một số cách viết cũng như là cái cách đọc của một số âm thôi. Ví dụ số 12 mình sẽ đọc là 12. 12. Đúng rồi, chữ vờ nhá. 12. Great. Còn cái số 20 thì nó không phải 12T. Nhiều người hay mặc định số 12 sau cộng với đuôi T y dài là thành 20. Nhưng cái này mình sẽ đọc là 20. 20. Yes, 20. Đuôi các cái đuôi tin này thì nó trọng âm thứ mấy chị nhỉ? Trọng âm sau. Đúng rồi, trọng âm thứ hai. Chứ là cái y này đó là y dài đúng không? Y. Teen. Right. Còn các cái đuôi tròn trục như là 20, 30, 40 này thì nó là trọng âm thứ đầu tiên. Đầu tiên. Và cái đuôi sau mình sẽ đọc là đọc nhẹ và đọc lướt. Ví dụ 20. 20. Đúng rồi. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. Great, rồi. Đó là một cái phần về numbers. Rồi, tiếp theo mình sẽ sang cái phần ordering at the restaurant. Ordering là gì chị nhỉ?